Chiều ngày 4 tháng 12, ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, huyện đang xây dựng kế hoạch để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Khe Tre. Theo phương án, có 4 mức hỗ trợ như sau. Những hộ kinh doanh bị thiệt hại trên 500 triệu đồng được hỗ trợ 20 triệu đồng, thiệt hại từ 400 đến 500 triệu đồng được hỗ trợ 15 triệu đồng, thiệt hại từ 300 đến 400 triệu đồng được hỗ trợ 10 triệu đồng, thiệt hại dưới 100 triệu đồng dự kiến sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng. Cũng theo ông Trần Quốc Phụng, sáng ngày 3 tháng 12, vụ cháy chợ Khe Tre đã làm thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về tài sản khoảng 10 tỷ đồng, tài sản các lô hàng của tiểu thương khoảng 40 tỷ đồng. Về phương án xây dựng chợ tạm, để bà con tiếp tục buôn bán, sẽ xây dựng chợ tạm trên đình chính của chợ tạm. Địa phương sẽ tháo dỡ đình chính của chợ Khe Tre bị cháy và làm chợ tạm tại đó. Dự kiến, việc xây dựng chợ tạm khoảng 20 ngày. Hiện chính quyền và lực lượng chức năng huyện Nam Đông cũng như các tiểu thương đang nỗ lực tổng dọn hiện trường sau vụ cháy. Chính quyền huyện Nam Đông tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương vượt qua khó khăn, ổn định tình hình tư tưởng sau thiệt hại lớn do hỏa hoạn.